nhìn khắp vạn cổ, luyện hóa một lò, cả thế giới này trở thành ta đỉnh, ta mang các ngươi cùng đi thành tiên. Đế Tôn, nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết Già Thiên, thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, từng lấy nhân hình tiên dược làm chủ, lại dùng vô số thần vật kết hợp mà luyện chế ra cửu chuyển tiên đan, có thể giúp cổ hoàng đại đế đã phục dụng bất tử thần dược, lại có thể sống ra đời thứ ba. Cho dù là cấm khu chí tôn đã tự chém một đao, sau khi sử dụng cửu chuyển tiên đan, đều có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong sống thêm 2000 năm. Là vị thiên tôn cuối cùng ở thời đại thần thoại, về sau vứt bỏ tất cả đạo pháp cùng đạo hạnh, cứ thế biến mất. Khi hắn xuất hiện giữa thế gian, là hình hài một đứa bé, thiên sinh địa dưỡng, vừa mới lâm thế liền thôn nạp vạn vật tinh hoa, từ đó vô địch cửu thiên thập địa, thống ngự chư thiên vạn vực. Vì tiến thêm một bước, Đế Tôn lấy danh nghĩa cả giáo phi thăng, quy tụ được rất nhiều chí tôn, nhưng mục đích thật sự là hy sinh bọn họ, thành toàn bản thân thành tiên. Về sau sự tình bại lộ, bị Trường Sinh Thiên Tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng ngăn cản, cả giáo phi thăng cuối cùng thất bại. Mặc dù như thế, Đế Tôn vẫn chưa chết. Sau khi giả chết, một mực quan sát vạn cổ chìm nổi, bố cục vô số năm tháng, muốn đem tất cả mọi người đạo quả toàn bộ luyện hóa, cũng đem nhân giới cùng thế giới kỳ dị luyện hóa thành đỉnh, đạt được vô thượng tiên khí, nhưng lại bị đám người Diệp Phàm ngăn cản đánh nát thế giới đỉnh. Một đời thiên tôn cuối cùng bỏ mình,